Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố, phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đêm hội trăng rằm năm 2023 thành phố Sơn La, nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn. Thành phố đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy. Phần cuối chương trình có phóng sự đưa chính sách bảo hiểm đi vào cuộc sống. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Đêm hội trăng rằm năm 2023 thành phố Sơn La sẽ được tổ chức tại quảng trường Tây Bắc vào tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023, tức đêm rằm tháng 8 năm Quý Mão, với quy mô lớn và nhiều nội dung sôi động hấp dẫn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các phần thi của các đội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đêm hội vui tươi rực rỡ sắc màu. Đêm hội trăng rằm năm 2023, thành phố Sơn La với các phần thi như thi trưng bày mâm cỗ trung thu, thi trang trí và biểu diễn linh vật của 7 phường trên địa bàn thành phố, cùng các tiết mục múa lân, rồng, biểu diễn ông phỗng, chú tễu, đặc biệt đan sen có trình diễn khinh khí cầu. Đến thời điểm này, các đội thi đang hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia, đem đến đêm hội không khí vui tươi rực rỡ sắc màu. Lên ý tưởng, chủ đề, tự tay cắt tỉa, tạo hình, tự chọn vật liệu gần gũi với cuộc sống thường ngày, tỉ mỉ trong chế tác linh vật. Đó là những khâu chuẩn bị của đội thi phường Trường Cơi cho hai phần thi, thi trang trí mâm cỗ trung thu và thi trang trí linh vật. Trong đêm hội trăng rằm năm 2023 sẽ được thành phố Sơn La tổ chức tới đây. Về lực lượng để thực hiện trang trí đèn cũng như trang trí linh vật thì chúng tôi huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên chức của phường và bà con nhân dân trên địa bàn để triển khai để trang trí bằng nguồn lực sẵn có tại phường. Thì hiện nay thì về cơ bản thì các mô hình linh vật và đèn cũng đã triển khai và trang trí gần xong để tới nay đúng ngày hội trăng rằm để trình diễn để phục vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Đêm hội trăng rằm lần đầu tiên được thành phố Sơn La tổ chức vào năm 2022. Lễ hội được thành phố chọn lựa duy trì tổ chức hàng năm. Với không gian rực rỡ sắc màu, các hoạt động trong đêm hội mang những nét đẹp thể hiện văn hóa về truyền thống, quảng bá hình ảnh về mảnh đất con người thân thiện mến khách của thành phố. Chính vì vậy, đêm hội trăng rằm năm nay được nhân dân thành phố háo hức mong chờ. Chúng tôi là người dân sống trên thành phố Sơn La, rất là háo hức. Cứ hàng năm mỗi đến là mong đến ngày lễ hội trăng rằm, đây là cũng là một cái Tết của dân tộc, mà nhất là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ trên tỉnh xuống thành phố, cũng đã tổ chức, thành phố Sơn La đã tổ chức 2 năm, và năm ngoái là làm lần thứ nhất, năm nay là lần thứ hai, cho nên là bà con chúng tôi sống trên thành phố rất là háo hức, mong chờ. Đây là cũng là một nền quảng bá văn hóa cho thành phố Sơn La chúng tôi. Nhằm đảm bảo sức khỏe, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng, trong dịp Tết Trung Thu, trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu trên địa bàn. Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn thực phẩm thành phố đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, hoa quả tươi trên địa bàn thành phố về các thủ tục hồ sơ hành chính pháp lý của các cơ sở, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ, quy trình sản xuất chế biến, việc vận chuyển và bảo quản thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng của các nguyên liệu, phụ gia và thành phần thực phẩm. Qua kiểm tra, các cơ sở sản xuất kinh doanh đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra nhắc nhở các cơ sở cập nhật hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu đầy đủ, sắp xếp những vật dụng không sử dụng gọn gàng, sạch sẽ và ngày sử dụng trên bánh, sản phẩm cần phải cụ thể để người tiêu dùng biết. Là địa bàn tập trung nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như mật độ dân cư thành thị ngày một tăng, là một trong những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhận thức được những hậu quả do cháy nổ gây ra. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thành phố Sơn La đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Các cơ quan chức năng, các đơn vị xã phường thực hiện tốt công tác quản lý phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố, trên 300 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó 50 cơ quan đơn vị, 250 doanh nghiệp.
Hầu hết các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy đã tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy như xây dựng bể nước dự trữ chữa cháy, đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, mở hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định, ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động và thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo quy định. Công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được các cơ quan đơn vị, cơ sở tích cực tham gia. Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống chúng tôi ngay từ khi mà thiết kế công trình thì chúng tôi cũng đã phối hợp với bên các anh công an phòng cháy chữa cháy để thiết kế cái công trình cho nó đảm bảo về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là đầy đủ tất cả các cái trang thiết bị và các cái thiết kế lắp đặt các cái trang thiết bị đầy đủ theo thiết kế và vận hành hàng năm có tu dưỡng, bảo trì và vận hành. Và đặc biệt là hàng năm thì chúng tôi cũng có tập huấn cho toàn bộ cán bộ viên chức của trong bệnh viện. Năm 2023 của chúng tôi thì tập huấn cho đầy đủ, hầu gần như là 80-90% là cán bộ trẻ. Chính vì vậy mà bệnh viện nhận thức được cái tầm quan trọng như vậy. Cho nên là chúng tôi tập huấn cho tất cả các cái cán bộ trẻ và biết được các cái công tác phòng cháy chữa cháy. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố đều có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý phòng cháy chữa cháy, đồng thời chỉ đạo các cơ sở xã phường, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp xây dựng bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy thành phố còn chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, triển khai thực hiện phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đem lại hiệu quả cao, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phong trào nhà tôi có bình chữa cháy và vận động người dân mở lối thoát nạn thứ hai, phá dỡ chuồng cọp, huấn luyện kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Tính tới thời điểm này, thành phố đã có 14.320 trên 22.752 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, đạt 63%, thành lập và duy trì hoạt động 8 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 48 điểm chữa cháy công cộng, tổ chức được 133 lớp tập huấn với 21.398 người tham gia. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thể hiện được tính nhân văn ưu việt và sự quan tâm trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân. Cụ thể hóa chính sách đó, cấp ủy chính quyền thành phố Sơn La đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trong việc triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo hiệu quả để bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng sự sau đây sẽ nói lên điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm gần đây, thành phố Sơn La là một trong những điểm sáng của tỉnh trong phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có được kết quả đó là sự đóng góp không nhỏ của cán bộ nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh. Không kể ngày nghỉ, không quản khó khăn vất vả, đi từng ngõ, gõ từng nhà để đưa chủ trương chính sách bảo hiểm tự nguyện đến gần hơn với nhân dân. Gia đình ông Cà Văn An, trú tại Bản Phung, phường Trường Sinh, đã tham gia bảo hiểm y tế được hơn 2 năm nay. Mặc dù kinh tế gia đình không mấy khấm khá, nhưng với ông An, việc tham gia bảo hiểm y tế vừa là nghĩa vụ, vừa là bảo vệ bản thân mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt, sau khi được tư vấn những chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp tại nhà, ông An và gia đình càng thêm hiểu những giá trị mà bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mang lại. Hàng năm tôi đều mua bảo hiểm y tế và sắp tới đây tôi sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với số tiền bỏ ra không quá lớn, coi đó như là một hình thức tiết kiệm. Trước hết là vì mình, sau này giảm bớt gánh nặng cho con cháu, có lương hưu khi về già. Tôi cũng sẽ tuyên truyền cho bà con trong bản và người thân về những lợi ích khi tham gia các loại bảo hiểm. Còn đây là một buổi tuyên truyền về những chính sách của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện được các cán bộ nhân viên phòng truyền thông,
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đến tuyên truyền cho gần 50 bà con nhân dân trong bản vùng. Với tinh thần mỗi cán bộ bảo hiểm xã hội là một tuyên truyền viên, từng cán bộ nhân viên của phòng truyền thông đã phát huy vai trò và trách nhiệm, sáng tạo trong vận động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đạt hiệu quả cao. Cùng với đó đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như tổ chức đối thoại trực tiếp thông qua các hội nghị tuyên truyền, truyền thông trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội, chia các nhóm đối tượng nhỏ như đồng bào dân tộc thiểu số, hộ kinh doanh nhỏ, người lao động tự do để có cách thức tiếp cận, tuyên truyền phù hợp. Trong đó tập trung tuyên truyền về giá trị nhân văn, lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, làm thay đổi nhận thức của nhân dân. Qua buổi tuyên truyền hôm nay tôi cảm thấy rất là bổ ích. Và bản thân tôi và gia đình tôi cũng đang tham gia bảo hiểm y tế. Tôi cũng mong mọi người sẽ cùng tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng những lợi ích. Khi mình khám chữa bệnh thì sẽ được miễn giảm rất là nhiều những chi phí. Để vận động người dân tham gia, mỗi cán bộ nhân viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh không chỉ đơn thuần là tìm đến nhà vận động, gặp nhiều hay ít lần, mà quan trọng hơn cả là hiểu người dân cần gì để cung cấp thông tin, làm thay đổi nhận thức, khiến họ tin tưởng và yên tâm tự nguyện tham gia. Đặc biệt là phải chuẩn bị nội dung tư vấn để người dân thấy ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, giúp họ hiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một quyển sổ tiết kiệm an toàn nhất cho tương lai. Quỹ hưu trí là quỹ an toàn nhất chỉ sau ngân sách nhà nước vì được nhà nước bảo hộ và không có hình thức tham gia bảo hiểm nào để được lương hưu ngoài bảo hiểm xã hội. Nguyên bản thì cũng phải được 90% là tham gia bảo hiểm y tế. Còn có một số hộ gia đình thì cũng do hoàn cảnh cũng tham gia vào bảo hiểm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình. Còn khó khăn thì về khó khăn vướng mắc về nhân dân thì phát triển kinh tế nó cũng chưa đồng đều. Một số hộ dân thì cũng muốn tham gia nhưng mà do điều kiện kinh tế chưa ổn định mới tham gia được bảo hiểm y tế, chưa tham gia được bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau khi sáp nhập bảo hiểm xã hội thành phố và bảo hiểm xã hội tỉnh, bám sát nhiệm vụ được giao, bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường của thành phố trong việc rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng kịp thời, đảm bảo không để sót sai đối tượng. Phối hợp với Ủy ban dân các xã phường rà soát, ban hành các quyết định công nhận hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình để được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Tiếp tục kiện toàn mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đảm bảo số điểm thu phải bao phủ được tất cả các tổ bản trên địa bàn từng xã phường để nhân dân tiếp cận và được mua thẻ nhanh chóng thuận tiện. Trong thời gian qua thì ban nhân thành phố cũng đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các xã phường nói chung. Trong đó thì có phường Trường Sinh chúng tôi. Chúng tôi cũng đã triển khai ngay kế hoạch này đến các tổ bản và giao chỉ tiêu đến các tổ bản làm sao để chúng ta thực hiện tốt, để bà con chúng ta thực hiện có cái bảo hiểm y tế để chúng ta khám chữa bệnh trong cuộc sống của bà con nhân dân. Xác định việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với thành phố Sơn La trong việc ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu đến các xã phường. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay toàn tỉnh có tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 1 triệu người. Trong đó, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 60% kế hoạch giao. Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời cho 2.318 người, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 32.700 người, với số tiền là 163,5 tỷ đồng. Tuyên truyền hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID cho 25.171 người, đạt 46% kế hoạch giao. Ngoài việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chúng tôi còn tuyên truyền về ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động. Trước tiên thì chúng tôi cũng đã giới thiệu về những cái lợi ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID. Sau đó cũng đã hướng dẫn cho người dân cách tải ứng dụng về, cài đặt và hướng dẫn sử dụng cũng như là hỗ trợ người dân phê duyệt tài khoản để người dân sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân, thành phố Sơn La tiếp tục phát huy vai trò, huy động sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả với bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết chế độ kịp thời nhanh chóng, đổi mới hình thức tuyên truyền, tạo niềm tin cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố, phát trên sóng tại Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.